Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm chúc Tết câu lạc bộ Thái Phiên. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng đến ban đại diện và hội viên câu lạc bộ Thái Phiên. Đánh giá cao hoạt động của câu lạc bộ thời gian qua, đặc biệt đã tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy mong muốn câu lạc bộ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp ý kiến với các chủ trương, chính sách, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Đại diện câu lạc bộ Thái Phiên cảm ơn những lời chúc tốt đẹp và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với câu lạc bộ, đồng thời bày tỏ hội viên câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tâm sức để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng.